Xin chào mọi người trong kênh YouTube nha. Xin chào anh em. Đây là tiền đó là cả cần để mua cái mask rồi. Giờ đây mình mua cái mask để tăng cân, họ giờ tăng cân. Nhưng mà mình muốn là làm có một cái cách nó hiệu quả hơn nữa. Đây thì cái bình đây là một liều dùng của nó 1200 mấy calo đây. Bây giờ mình muốn tăng nó lên 1800 calo thì mình sao? Thì mình sẽ làm như thế nào? 1800 calo luôn. Thì mình thì trước giờ là mình chỉ dùng mix chung với sữa. Nó cũng đi chữ thực phẩm bổ sung rõ ràng nha. Này, sữa tươi không đường. Đúng rồi. Này nó hai chỗ là không đường. Mix với cái này giảm được một tí calo của đường. Nhưng mà tại cái đường thì nó cũng không quá tốt. Tại cái này nó ngọt lắm rồi. Là mày nó pha chung với cái này nó ít còn lại xíu cũng được. Rồi, ok. Rồi, chung cũng ngon lắm mày. À, thực phẩm bổ sung nha, cái này cũng thực phẩm bổ sung nha. Chứ đừng ai nói thì... Chứ đừng ai nói là không dùng thực phẩm bổ sung mà sau tập luyện. Đấy, tiếp. Bây giờ chuẩn bị 20 lát. Bây giờ mình sẽ 20 lát mình sẽ pha một cái là pha với sữa, một cái pha với nước. Rồi, trước tiên đổ. Trong này nó ghi là mình pha đây là liều dùng của nó một ngày là 5 muỗng. Bây giờ mình pha mỗi bên muỗng đi. Đó, vậy nha. Quên. Giờ mở ra để đó. Rồi. Bây giờ đổ nước vô trước. Và sữa thì cái này là bao nhiêu ta? 220ml. Vậy thì mình pha một muỗng này với lại 300ml. Vậy là mình pha đổ nước này vô. Một cái mình đổ nước là 300ml. Một cái mình đổ nước là 80ml. Cộng với sữa này 200ml vô đây luôn. Rồi. Coi là cái độ sánh hay là cái độ mịn. Đây, đây là 300ml. Rồi. Đây, 300ml rồi. Cho cỡ này nha. Này 80. Mà mình nhắc luôn là cái loại mà pha với sữa này nè, pha mask với sữa thì bụng mình nào mà nó hơi yếu á, không quen với sữa thì mình pha với nước nha. Còn này là pha thử thôi, tại vì mình uống cái gì nó cũng được hết á, không có bị gì cho nó. Cái loại mà đối với mình á thì mình uống cái gì cũng được, cảm thấy ngon sướng rồi đó. Đổ hết sữa vô cái chỗ mà nước 800ml. Dắt hết nước luôn rồi, dắt hết sữa luôn. Rồi, đây là bỏ. Vậy là bây giờ hai mục nó bằng nhau rồi nè. Rồi múc mát bỏ vô. Bây giờ bỏ vô bình sữa nè. Một muỗng. Muỗng này rất. Đây là mask super heal nha mày. Mask nào mà có 4 loại mask lên các bạn cứ inbox cho mình tư vấn cụ thể nha. Rồi, đây đi. Đó, đây đó. Rồi, giờ đẩy lại lắc mà. Rồi, kiểu gì tay mà. Lắc rồi rót ra coi thử cái vị của. Xong rồi coi. Đây là bình sữa, bình sữa. Đây bình nước chưa này.
khó tàn hả? Tại vì cái thành phần nó đậm đặc quá. Chắc là bạn phải thêm nước vô để xong rồi thêm nước vô xong rồi lắc. Không rồi, để mình chấp nhận uống nhiều hơn tí. Đây, tuyệt vời. Xong, rót ra coi nha. Lấy cái chu phít này nè để làm cái để cho cái ly nó lên trên cho nó cao lên nhìn cho nó đẹp đó, đẹp nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đổ cái này là cái không có sữa. Đổ cái không có sữa lên. Đó, nghe không bạn? Màu của nó thì đương nhiên là sẽ không đẹp bằng cái màu mà có sữa rồi. Màu có sữa rồi các bạn. Cái này đứng chung nha. Các bạn đứng chung tới nha. Có sữa nó đặc hơn, đậm đặc lắm hơn. Sữa thì cái màu nó hơi trắng trắng xíu, cái màu đậm đà, nhưng mà cái này nó hơi cong cong, còn cái này nó cong cong hơn xíu. Còn cái có cái sữa thì nó cái có sữa nhìn nó giống giống gì đó. Màu có sữa rất là đẹp, cái màu có sữa là nó đẹp hơn chắc rồi. Quá. Mà nó béo, ngọt béo luôn. Mà bên này ngán quá, bên này nghe kiểu nó có uống bên này xong mà uống qua bên này, uống bên có sữa không mà uống bên có sữa xong mà uống qua bên không có sữa thì nó sẽ giống như mình hơi bị xuống, giống như uống nước mía, uống nước đường đó bạn. Này có sữa thì nó béo hơn, đã lắm. Đó, nếu được các bạn. Bụng mình là tốt, có pha sữa là tuyệt vời luôn. Vừa lên cân nhanh mà vừa ngon nữa, uống này ngon quá. Rồi, ngon quá. Rồi, chúng mình không có sữa, chắc mình để đó đi. Không có sữa, rồi để đó đi. Không thấy có sữa cho. Rồi, mình sẽ phải cất cái loại mà có cái loại mà bên này không có sữa nha. Vô uống cho bên có sữa cái nè. Béo quá à. Rót ra nữa các bạn. Trời ơi, nó nhiều. À, thấy cái màu đó nè. Giống như sinh tố luôn chứ. Chuối vô nữa là ngon luôn. Chuối vô nữa thay máy xay sinh tố là ngon luôn á. Mày uống từ từ hay nuốt? Uống để cho nó dính theo dưới lưỡi, trên lưỡi, dưới lưỡi, rồi phía trên của cái miệng nữa, phía trên á. Hả? Cho cái vị nó bay lên mũi nè, mình hưởng thụ hết tất cả các vị của nó. Trời ơi, nó đã quá. Đã quá các bạn. Vậy là cái ly của mình mà vừa mới uống vậy nè. Là nó 1.200. 1.200 chia 5 là nhiêu? Cỡ gần 250 á, này là bịch sữa 240 nữa. Bịch sữa này bao nhiêu ta? Bịch sữa Vinamilk
100ml là chứa 56 calo, vậy là 220ml là 22 chắc cỡ 100 mấy á, số này chừng 150, chừng 140 calo, 140 với nãy 250 nãy mới nói là 300 mấy đó, 400 250 là gần 3, gần rồi là gần 400 nha, vậy là nói chung là gần 400 rồi đó, gần 400 calo đó, uống bệnh gì là gần 400 calo mà đó, quá tốt. Bỏ được mấy cái này ngon quá các bạn, vậy cái này là dùng thế nào? Bữa ăn xế, bữa ăn xế, bữa ăn chính cũng được luôn, bữa ăn chính còn tốt. Vậy là bạn nào dùng mát thì sao tập, sao tập dùng mát nè, sáng ngủ dậy chưa kịp ăn sáng gì thì dùng mát luôn, rồi ăn mà nếu mà ăn sáng trễ á, mình ăn sáng trễ khoảng 7, mình không có điều kiện thì mình ăn sáng trễ 8 giờ mình mới được ăn á, thì 6-1 giờ mình cũng dậy ăn luôn, uống mát luôn. Còn mình ăn sáng sớm rồi thì 9 giờ mình uống mát bữa xế. Đó, bữa xế 9 giờ, rồi các bạn sinh viên thì học tiết 1-2-3. Tiết 1-2-3 thì mình được uống. Trưa xong, chiều tiết 3, tiết 7-8-9 mình uống. 10-12 thì xong rồi uống luôn, mà tối ăn cơm, cơm xong hoặc là uống trước khi ngủ nữa, đúng rồi, sau tập trước khi ngủ đó, vậy là ăn cơm à. Để quá dễ, công thức này quá dễ đó. Xin chào các bạn nha, clip ở đây xin kết thúc, clip pha sữa với mask ở đây xin kết thúc, à mask super hero nha mọi người, pha sữa với mask super hero ở đây kết thúc, chào các bạn nha.